Quỳnh ơi, cầm này vào cho mẹ. Linh ơi, Linh, lúc nãy nôn nhiều không? Lúc nãy nôn nhiều không? Nôn nhiều không? Lúc nãy con có nôn nhiều không? Quỳnh, xả nước chưa? Rút quần áo vào đi. Nặng thì làm 2 chuyến. Chỗ đấy vào một chuyến đi, tí ôm chỗ kia chuyến sau.